Trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt 1,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin này đã được nhiều tờ báo và chuyên gia quốc tế chú ý, đánh giá đây là điểm sáng của kinh tế Việt Nam trong quý 1 vừa qua. Các chuyên gia dự báo xuất khẩu rau quả của Việt Nam sẽ đạt 6,5 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, sau khi lập kỷ lục gần 5,6 tỷ đô la vào năm 2023. Bên cạnh đó, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm 2023 cũng đã đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, tăng 35% so với năm trước. Năm 2024, ngành nông lâm nghiệp và thủy sản Việt Nam sẽ có thặng dư thương mại gần gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ xuất khẩu mạnh mẽ các sản phẩm chính như cà phê, gạo và trái cây. Còn với xuất khẩu thủy sản, tính tới hết quý 1 năm 2024, ước đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, cao hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 3 năm 2024, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 770 triệu đô la Mỹ, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc, Hồng Kông là top 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất. Xuất khẩu sang Mỹ bứt phá mạnh hơn hẳn. Cũng trong tháng 3, DOC Hoa Kỳ cũng đã công bố thuế chống trợ cấp sơ bộ với tôm Việt Nam, Ấn Độ và Ecuador. Theo đó, mức thuế chung của Việt Nam thấp hơn đáng kể so với hai nước còn lại. Điều này cũng tạo tiền đề cho xuất khẩu thủy sản của nước ta đạt kết quả khả quan trong năm 2024. Hiện nông dân trồng xoài tại đồng bằng sông Cửu Long đang phấn khởi vì giá xoài tăng ở mức khá cao, tăng hơn so với cùng kỳ từ 6.000 đến 7.000 đồng một ký. Cụ thể, xoài cát Hòa Lộc có giá 30.000 đến 35.000 đồng một ký loại 1, xoài loại 2, loại 3 giá 20.000 đến 25.000 đồng một ký, tăng khoảng từ 5.000 đến 7.000 đồng một ký, xoài cát chua 18.000 đến 20.000 đồng một ký. Nguyên nhân giá xoài tăng là do thời tiết cực đoan ảnh hưởng tới sản lượng xoài, đồng thời do nhiều nông dân chuyển sang trồng mít sầu riêng, dẫn đến nguồn cung không nhiều như những năm trước. Trong khi đó, từ khoảng một năm nay, giá thịt bò giảm, thị trường tiêu thụ chậm, trong khi chi phí thức ăn, cỏ, rơm tăng khiến người nuôi phải gặp khó. Theo đó, giá bò thịt giảm từ 25 đến 35%, kéo theo giá bê con bán cho người chăn nuôi chỉ còn 6 đến 7 triệu đồng một con, giảm hơn 60% so với trước, trong khi giá thức ăn công nghiệp cho bò đã tăng từ 50.000 đến 70.000 đồng một bao 50 kg, rơm khô tăng 10.000 đồng một cuộn, khiến người chăn nuôi bò thua lỗ. Giá bò hơi ở mức thấp, nguồn thức ăn tự nhiên không còn nhiều nên người chăn nuôi chậm tái đàn. Thời gian gần đây, nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long xuất hiện tình trạng là mua sầu riêng non. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước hình thức mua bán như vậy bởi có thể làm phá vỡ các mối liên kết sản xuất kinh doanh và gây thiệt hại về kinh tế, đánh mất hình ảnh thương hiệu sầu riêng mà các địa phương đã xây dựng nên. Theo các chủ vườn, từ đầu vụ đã có nhiều thương lái vào tận vườn đề nghị đặt cọc mua sầu riêng non với giá cao hơn thị trường. Điều này tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại rất cao. Lý do là nông dân không biết thương lái người ở đâu, hợp đồng chỉ là giấy tay, không có xác nhận từ chính quyền địa phương và không có giá trị pháp lý. Đến khi thu hoạch, họ chỉ cắt trái một số lượng nhỏ rồi chèn ép nông dân hạ giá từ 20 đến 30% nếu không bán, sẵn sàng bỏ cọc.